Ní nào cần tìm Sở Kim, à game thì vào ngay phần bình luận nha. Trước khi coi tập mới thì đăng ký kênh thả like cho cô đi nhé. Học viện Liên Quân mùa 3 tập 22. Ê, tụi mày biết cái tên gì chưa? Biết chết liền á, mày không nói sao biết. Bà cô chủ nhiệm của tụi mình á, bị nhà trường đình chỉ dạy rồi đó. À, biết rồi. Ờ, sao tụi mày biết? Rần rần bên phở bò đó ai không biết. Mẹ của bà phốt ầm ầm trên đấy ai mà không biết. Ê, nay không có cô vé, chắc là được chống tiết. Ôi, chống tiết tiếc ghê. Vậy là mất kiến thức nữa rồi. Anh ta nói cứ như kiểu anh ta chăm học lắm vậy đó đa. Nói tiếng nữa nhét cái xúc xích vô mỏ như hôm nọ nữa bây giờ à. Cái gì? Ông nhét cái cây xúc xích vô miệng anh gió hả? Ừ, rồi bà có ý kiến gì? Thế bà, chứ anh gió nó có ngon không? Vị nó như thế nào vậy? Lần đầu tiên ăn á thì mùi vị nó cũng hơi lạ, nhưng mà ăn lâu thấy ngon nha. Lúc ở trong á là nghiện luôn á. Lần sau mà có cơ hội chắc chắn tôi sẽ ăn nữa. Ây da, phấn kích, phấn kích, phấn kích. Không ngờ bây giờ tụi nhỏ bạo thiệt. Nhưng mà không sao, tôi thích. Tôi coi bộ bà cũng thích đó đa. Ăn không? Tôi chia sẻ cho ông miếng. Tôi cả thôi mà nghĩ sao ăn cái chút chích của Hayate được. Trời ơi, có gì đâu mà không được. Xúc xích thôi mà. Hayate, móc ra. Ê, đang ở trong lớp á. Ừ, hai ông tự chọn lại đi. Đừng có biến thái như vậy. Nè, xúc xích nè, ăn đi. Mắc cái giống gì mà la dữ vậy? Ờ, cái này là cây xúc xích Bonnie mà. Đúng rồi, chứ bà nghĩ gì? Ờ, xúc xích. Mà nãy Angel ông kêu là lần đầu ông ăn. Ừ, bữa tôi nói nhiều quá, Hayate nó lấy cái xúc xích Bonnie nè, nó nhét vô trong họng tôi á, cho tôi im á. Mà đó giờ tôi ăn xúc xích Visan không à. Hôm đó lần đầu được ăn xúc xích Bonnie 88% là thịt á. Lạ lạ nhưng mà nó ngon. Trời ơi, thà nói rõ ràng từ đầu đi. Cứ nói mập mờ làm tôi tưởng cái hai ông nói là cái cây xúc xích 100% từ thịt á. Mốt bà chết chắc Diêm Dương không dám nhận bà đâu. Why? Diêm Dương sad. Xin lỗi, không phải tôi không muốn nhận bạn, nhưng mà địa ngục cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng. Vậy chứ mà nói nó hủ là nó dậy liền hả? Mà các bạn sẽ lấy chuyện người khác. Nó buông mặt hai mặt mặt kia, nó có dùng gì nữa. Nó tiếp chuyện với chúng tôi. Được tại sao, sao mà anh chơi không dẫn lối, để cho hai ta thành đôi. Chẳng thể nào bằng được người mà trái. Ủa, trời ơi. Trật tự chưa? Lớp trưởng đâu? Dạ em đây ạ. Em quản lý lớp như vậy đó hả? Hết giờ học em mới lại dọn dẹp lớp. Đây là hình phạt dành cho em vì tội làm lớp trưởng mà không quản lý được lớp của mình. Thưa thầy, e là em không ở lại trường Nhật được đâu ạ. Tan học em còn bật lịch ôn thi học sinh giỏi cấp thành phố nữa ạ. Trời trời, coi cái thái độ nó kìa. Đi thi học sinh giỏi cấp thành phố thôi mà, làm như học giỏi lắm không bằng ấy. Cái nét khó chịu vô cùng. Trung bình mấy đứa học chốt khi nhìn mấy đứa học giỏi nói chuyện. Dạ thưa thầy, cho em vào lớp. Thật là phong cách. Coi đồng hồ coi giờ này mấy giờ rồi. Em có thực sự tôn trọng giáo viên không vậy? Dạ nhà em trồng mít Thái. Rồi liên quan gì tôi? Dạ nhà em trồng mít Thái. Đừng có lý do ở đây. Đi học muộn là đi học muộn. Bước lại góc lớp đứng phạt. Nhanh lên. Tôi đang tự hỏi không biết tôi có đi lộn vô cái khoa thần kinh không á. Đây lớp 10A1 đúng không? Ủa anh gì đó ơi. Nãy giờ em vào lớp em anh làm dùm beng á. Vậy anh cho em hỏi danh tính của anh là ai vậy? Hồi nãy giờ tôi xin thầy. Không lẽ em không biết tôi là giáo viên hả? Thầy giáo? Thôi đi bạn. Bạn là học sinh mới của cái lớp này đúng không? Bạn nói bạn là thầy giáo bạn trôn Việt Nam hả? Tôi học đó giờ tôi chưa gặp thầy giáo nào mà đẹp trai như bạn hết trơn á. Rồi em sẽ phải tin mà thôi. Nghe đây, xin tự giới thiệu. Tôi là Hải Đặc. Từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1. Nghe danh lớp này có một vài thành phần bất hảo, ham ngủ lười học, thành tích thì bê bết. Mang danh là lớp 10A1, lớp đầu tiên luôn mà chị đó. Cho nên tôi sẽ thẳng tay trừng trị. Nhất là em đó cô bé, Lùng Mã Tử. Trời ơi, tôi thật là phong cách, thật là phong cách mới gặp một người thầy như thế này. Cho các em biết, tôi không có giống như cô Vedette. Mặc kệ các em thích làm gì thì làm đâu. Nếu như thành tích học không được cải thiện thì tôi sẽ phạt thẳng tay. Và ngược lại, thành tích của ai tốt thì sẽ có thưởng. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Nói lớn lên coi, sáng chưa ăn sáng hả? Dạ rõ. Trời trời sập luôn rồi, các em định hù chết tôi đó hả? Thứ lỗi đã làm phiền cả lớp. Dạ thầy, ghé lớp em có chuyện gì vậy thầy? Có một học sinh vừa mới chuyển tới đây. Tôi dẫn em ấy đến đây để nhận lớp. Vào đi em. Dạ
Rồi em tự phong cách với cả lớp đi. Học sinh mới. Học sinh mới. Cái gì? Tôi trừ em một điểm thanh lịch. Bộ mặt tôi có dính cái gì hay gì mà em nhìn ghê vậy? Dạ không có gì. Vậy thì em giới thiệu với cả lớp đi. Hello các bạn, mình là Dolia. Các bạn có thể gọi mình là Dolly. Mình là học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ. Xinh thế quá vậy, dễ thương quá à. Trời, con gái nhai mà dễ thương dữ trời. Tao mà thích con gái là tao cua liền đó. Anh nhắc em. Sao? Cũng bình thường mà. Tao thấy đâu có xinh bằng tao đâu. Làm gì bọn mày tung hô dữ à? Bộ nhà mày nghèo tới mức không có cái gương để soi à? Có cần tao hỗ trợ cho một cái không? Ê, anh nhắc em nha Helen. Alice là đẹp nhất. Em đừng có mà nói xấu bộ anh. Trong mắt em, anh cũng là nhất. Trời đất ơi, tao thấy mà tao mắc ói à. Lẹ, mới sáng sớm, hai người đừng có làm cái trò mắc ói như vậy được không? Sao? Trung bình mấy đứa ế kiểu. Khó nhiều vô cùng. Bạn Dolly mới từ Mỹ chuyển về đây, nên là còn nhiều bỡ ngỡ. Mong là các em và thầy Hải Nặc hãy giúp đỡ bạn nha. Dạ. Dạ vâng ạ. Thầy đi đi. Này chưa cố giảng các em hiểu hết chưa? Dạ chưa. Cái chi? Cô nghe ái kiểu chưa hiểu. Ái chưa hiểu thì một điểm hề. Cô hỏi lại lần nữa, hiểu chưa? Dạ rồi. Hiểu rồi thì bấy chưa lên bàn dài bài tập cho cô. Trời ơi, nãy giờ ngồi nghe giảng như vịt nghe sấm. Có hiểu còn què gì đâu. Giờ bắt lên giải bài tập, làm sao mày? Mày cứ yên tâm đi. Cái lớp này bao nhiêu đứa không lẽ bảo gọi tao mày? Ai lì, hê lên. À đù, lào gì cũng tôn. Còn một bài nữa, ai lên giải đây? Em cô. Mấy đứa em vun điểm miệng rồi lên tí nữa. Có cái gương mặt mố mà hắn mới một chút không? Học sinh mới, em lên làm được không? Đô Lì à. Học sinh mới. Ê, dạ. Em đó, mới chuyển đến, kiến thức thì bị gián đoạn. Vậy mà ngồi học còn không chú ý nghe giảng. Ngoài cửa sổ có cái chí mà em nhìn chăm chú rửa. Để tôi xem. Dạ không có gì đâu cô. Chú cha mà ơi, rắn mà ngủ mặn rửa em. Lo mà học đi nghe. Đừng có mà mơ tưởng tao lao. Đó là thầy thể dục, không phải là người mà em có thể thích đâu. Cô ấy đang nhìn mình. Thì ra bấy lâu nay cô ấy thầm thương trộm nhớ mình. Tranh thủ lúc dạy học còn lén nhìn mình nữa chứ. Vậy mà trước mặt mình lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt khó ưa kìa. Đúng là phụ nữ nói không là có mà. Ôi. Ôi. Tao thấy mà tao bắt ói à. Bẹo hình bẹo dạng vô cùng tật. Rứa mà cũng thích chất được. Thưa cô, em không có nhìn thấy. Đừng có mà biện minh. Tối phạt em là cuối giờ ở lại làm hết cái chỗ bài tập đi. Khi mố mà làm sóng thì mới được về. Bạn mới mà cô bỏ qua cho bạn đi. Đúng rồi đó cô. Cô nỡ lòng nào phạt người xinh đẹp như vậy? À rứa hả? Rứa thì mẹ em ở lại làm thầy bạn nha. Dạ thôi. Alice, Helen, có giải được bài trên bảng không? Câu trả lời chắc cô biết được. Sao em làm chi cô ơi? Em vẫn là em như ngày xưa. Có một bài không giải được đâu cô. Bớt tiểu phẩm lại. Bước lên bảng giải đi. Không giải được thì một điểm. Yeah, hết giờ rồi. Coi như hôm ní hai em hên. Nhưng mà hôm sau không có hên như rửa đâu. Cô nọt vào đây. Tiết tới là cô dò bài hai em. Cả lớp tan học đi. Riêng Dolia, em ở lại giải hết bài tập cho tôi. Làm xong mang đến phòng giáo viên để trên bàn. Ngày mai tôi đi làm sớm tôi kiểm tra. Là ai? Thầy, là em ạ. Sao giờ này em có ở đây? Dạ, em bị cô lao phạt đó. Cho nên phải ở lại làm bài tập ạ. Đi về đi, trời tối rồi. Em phải làm xong ạ. Chứ không ngày mai cô lo không có tha cho em đâu. Đưa thầy xem. Bài tập môn hóa, chắc thầy không giải được đâu. Em coi thường tôi quá rồi đó. Đưa đây. A few moments later. Nè. Wow, thầy hay quá à. Thầy giải đúng hết luôn rồi nè. Mấy bài này là cơ bản thôi. Em có một điều muốn hỏi thầy. Mà sáng giờ em không có dám hỏi. Không dám thì khỏi hỏi. Đùa thôi, cho phép hỏi. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Chưa từng gặp.